Chào mừng mọi người đến với 3D Easy, bên mình là Phú. Và trong phần Q&A trước thì mình đã nói về những cái phần mềm chúng ta nên sử dụng để render. Trong đó mình có đề cập tới một cái phần mềm đó chính là Marmoset Toolbag. Và ngày hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng nó như thế nào để có thể tạo ra được những cái bức hình render đẹp để có thể up lên những cái social network như là Facebook hoặc application nhé. Rồi hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Thì nói sơ qua về Marmoset Toolbag thì đây là một cái phần mềm real-time render, cho nên là mình nghĩ là nó sẽ sử dụng sức mạnh về GPU rất là nhiều, giống như là về kẹt đồ họa đó, cho nên là máy mà có kẹt đồ họa càng xịn thì mình nghĩ là nó sẽ càng tốt. Thì đây là cái một cái scene mà mình đã làm lâu lắm rồi, giờ bật lên lại. Thì ở đây đầu tiên video này sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là mình sẽ giới thiệu sơ qua về UI, về những cái chỗ mà chúng ta cần làm việc. Và phần thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn mọi người về cách import model vào, load texture vào như thế nào để có thể đặt ánh sáng sơ sơ như thế nào để có thể render ra, export ra được một cái tấm hình nhé. Thì với cái phần UI thì ở đây mình sẽ bấm spacebar để hiện UI lên. Hồi nãy mình ẩn UI đi thôi. Thì đầu tiên mọi người quan sát, thứ nhất là cái cột bên này, cái khu vực này chính là cái khu vực mà chúng ta sẽ quản lý những cái object ở trong scene của chúng ta. Thì như mọi người thấy ở đây mình đã import, đây là cái scene mình đã tạo sẵn rồi, cho nên là sẽ có rất là nhiều thứ. Đầu tiên ở đây sẽ là những cái model của chúng ta đó mà mình đã đặt tên. Ở đây mọi người thấy là mình sẽ có cái ổ khóa, mỗi cái object đều có cái ổ khóa và con mắt. Thì ổ khóa là dùng để chúng ta lock lại, chúng ta sẽ không có di chuyển hay là chúng ta không có đụng chạm gì vô nó được nữa, thì mình sẽ khóa lại. Còn con mắt thì mình là tắt mở đó. Và trong scene này sẽ có rất là nhiều những cái biểu tượng, như đây là những cái model nè, cái hình, cái đèn, là những cái like mình đặt. Folder là mình sẽ tạo folder ở đây đó. Ở đây sẽ có nút tạo folder nào đó, là mình sẽ tạo folder mà mình gom lại đèn vào vô cho nó dễ. Cái sky này chính là cái HDR mà ban đầu khi mà tạo scene thì nó sẽ có cho chúng ta. Thì scene mới lúc nào có cái sky này hết. Đây là những cái camera mình tạo ra thêm để mình có thể đặt được nhiều góc độ khác nhau. Thì khi mà vào phần 2 thì mình sẽ nói là tạo camera như thế nào. Và phần ở đây chính là cái phần quan trọng. Ở đây sẽ là cái chỗ mà chúng ta setting cái phần render của chúng ta, để chúng ta có thể chỉnh sao cho nó nhiều thứ, nghĩa là tinh chỉnh rất là nhiều thứ trong cái mục render setting. Thì tí nữa mình sẽ nói kỹ sau. Và nhắc tới camera thì chúng ta sẽ có, ở đây mình sẽ có 3 cái camera, cho nên là ở góc này các bạn thấy nó sẽ có cái tên của camera hiện tại của mình. Mình đang sử dụng là camera 1 nè. Đây là camera 1. Thì để mà chuyển qua main camera thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta chuyển cái camera mà chúng ta mong muốn đó. Đây main camera mình đã đặt. Đó. Và close camera chẳng hạn. Đó, mình đã đặt sẵn những cái cam này rồi, cho nên là nó sẽ tự chuyển cho chúng ta. Trong những cái camera này sẽ có những cái setting riêng. Khi các bạn click vào những camera này thì ở đây nó sẽ có những cái setting riêng cho từng cái camera. Mình ví dụ như là mình bấm vào close camera nhé. Và mình bật cái camera này lên. Thì đây nó sẽ cho chúng ta chỉnh post effect nè, là chúng ta chỉnh sáng tối, rồi contrast, rồi sharpen lên cái scene nó xịn lên hay không, rồi bloom là nó mờ mờ ảo ảo hay không đó. Vignette là cái độ này, cái mà tối những cái viền lại đi. Ở đây camera nó sẽ cho chúng ta setting những cái đó. Và đặc biệt cái phần mà mình muốn mọi người lưu tâm tới ở trong cái phần chỉnh trong camera chính là cái phần set frame. Set frame có nghĩa là cái phần mà nó hiện một cái khung để chúng ta biết là khi mà chúng ta export cái tấm hình thì chính xác cái tấm hình đó nó sẽ nằm ở trong cái khung như thế này. Đó, còn nếu mà chúng ta không bật lên thì đôi khi chúng ta đặt vậy mình thấy đẹp nhưng mà export ra cái hình của chúng ta nó sẽ khác đi, nó sẽ không có đúng. Thì ở đây set frame bật lên để được đó. Tiếp theo là cái phần field of view, là cái phần mà giống như là gọi là focal length của chụp ảnh vậy đó. Thì các mọi người biết rồi đó, ai mà học chụp ảnh thì biết đó. Thì field of view xa cao thì nó sẽ distort cái tấm hình của chúng ta, nó làm cho chúng ta nó méo mó, thì nhìn nó đó, nhìn nó dramatic hơn, nhưng mà nó sẽ, mình nghĩ là thích hợp cho những cái góc toàn. Còn những cái góc cận như khi nãy thì mình sẽ giảm field of view thấp xuống.
Hoặc là ở đây cũng đã có focal length giống như máy ảnh luôn nè. Thì thường là mình cái góc cận thì mình thích để tầm những cái góc 50-80 để cho cái gương mặt nhân vật chúng ta nó không bị méo mó. Thì đó chính là field of view hoặc là focal length. Tiếp theo một cái mục quan trọng đó chính là phần focus depth of field. Khi mà các bạn tắt đi, bạn nhìn thấy là sao? Cái ngọn lửa phía sau của chúng ta nó sẽ rõ ràng và chúng ta sẽ không có cái gọi là cái là xóa background mờ như là chúng ta chụp ảnh. Cho nên là khi mà mình bật depth of field lên thì chúng ta sẽ thấy là cái background của chúng ta nó sẽ bị blur, nhìn nó sẽ ạt hơn rất là nhiều. Thì đây có cái gọi là near blur, là blur những cái ở gần camera nè, các bạn thấy không? Cái kiếm nè. Đó thì các bạn có thể tích chỉnh những cái thông số này near blur này. Thì bình thường mình bật near blur ít thôi, còn far blur là blur những cái ở phía xa camera. Thì các bạn tăng far blur lên nhiều thì cái background của các bạn, những cái object càng xa nó sẽ càng blur mạnh lên. Đó, cái này bokeh size thì là cái bokeh của chúng ta. Chúng ta muốn cái bokeh nó bự hay nhỏ gì thì chúng ta có thể chỉnh trong này. Đó. Và tiếp theo là focus distance. Focus distance thì là cái điểm mà chúng ta sẽ focus. Thì để mà cái này thì chúng ta không nên ghé thông số, mà chúng ta sẽ rê con chuột vào cái phần nào mà chúng ta muốn focus và chúng ta lít chuột giữa. Đó, như bạn thấy mình lít chuột giữa vào phần mắt thì nó sẽ focus vào cái phần mắt cho chúng ta. Đó, lít vào phần miệng, vào cái miệng mình lít vào đống lửa thì nó sẽ focus đống lửa và nó sẽ blur cái nhân vật này cũng là đó. Thì đây chính là những cái phần quan trọng trong cái phần camera mà mình muốn mọi người để ý tới, đó chính là focus này nọ, distort. Cái này thì nó hơi ven chút, thì mọi người thích thì mọi người có thể vào tìm hiểu thêm về những cái phần này. Mình chỉ cần nắm ghé thông số là mình sẽ thấy khác biệt thôi. Nhưng mà do là cái thời lượng video mình muốn giữ cho nó ngắn cho nên mình sẽ không nói hai cái phần này. Mình chỉ nói về phần lens, focus, bokeh effect. Đó là những cái setting quan trọng trong camera. Và mỗi cái camera của chúng ta thì nó sẽ có những cái setting riêng để chúng ta có thể chỉnh. Thì nếu mà mọi người chỉnh xong một cái mà mọi người thấy ok, mọi người muốn giữ cái setting này cho những camera khác thì mọi người có thể vào phần đây, phần scene và duplicate selection thì nó sẽ dupe cho ta một cái camera mới và chúng ta có thể chuyển qua và chúng ta có thể đặt lại vào vị trí chúng ta mong muốn. Và đó là phần outliner và camera. Mình quen nói ở bên này sẽ có những cái nút để chúng ta tạo, như ở đây thấy là import model nè, tạo một cái đèn mới, tạo một cái camera mới, tạo một cái shadow capture là mình sẽ chuyển qua camera 1. Thì ở đây là do là mình đã có một cái RAW rồi cho nên nó sẽ cast được những cái shadow dưới chân nhân vật chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn cũng muốn cast shadow nhưng mà chúng ta không muốn có cái RAW đó thì chúng ta sẽ tạo một cái shadow capture ở đây để nó có thể cast shadow mà chúng ta sẽ không cần cái RAW. Ở đây mình ví dụ nhé, đây mình tắt cái RAW đi và ở đây mình sẽ tạo một cái shadow capture. Đó, các bạn thấy thì nó sẽ tạo ra một cái miếng. Với cái miếng này thì nhân vật của chúng ta nó sẽ cast được cái shadow lên trên cái miếng này. Đó, các bạn thấy không? Cái phần, những cái phần này nè, nó cast shadow lên được nè, đá nè. Đó, còn nếu mà không có cái miếng này thì chúng ta sẽ không có cast được shadow lên đó. Nhân vật của chúng ta nó sẽ lơ lửng trên không như thế này. Đó là cái phần shadow capture. Mình sẽ bật background lại. Tiếp theo là fog. Ở đây mình có một cái fog nè, các bạn thấy nè. Thì cái này nó sẽ hơi advanced một tí thì nói chung là thêm fog vào thì nó sẽ có hiệu ứng như là sương mù vậy đó. Thì các bạn có thể click vào fog và các bạn có thể chỉnh những cái thông số trong này. Đó, thì đây là tạo fog. Cái này là dùng để back map và tạo timetable. Thì đối với mình thì mình không có sử dụng back map ở trong Marmoset, cho nên là mình cũng sẽ không có nói về cái mảng này tại vì mình cũng không chuyên sâu và mình cũng ít sử dụng nó. Chủ yếu là mình backmap ở trong Substance Painter khi mà mình làm texture luôn, chứ cái việc mà backmap trong Marmoset thôi mà lại import qua Substance thì nó hơi bất tiện đối với mình, cho nên là mình không có sử dụng tính năng backmap ở trong Marmoset Toolbag này. Ok, thế thì chúng ta sẽ qua cái phần giao diện tiếp theo. Bên này chúng ta sẽ có một cái bảng gọi là quản lý cái material của chúng ta. Ở đây mình tạo rất là nhiều những cái material rồi. Thì các bạn thấy ở đây, cái bảng này nó sẽ chứa toàn bộ cái material ở trong scene chúng ta như là. Và ở đây mình đã phân loại, như bạn thấy cái con ọt của mình thì mình tạo rất là nhiều những cái material để assign vào nó. Ngoài ra thì mình sẽ có những cái material cho những cái thứ linh tinh như là gỗ rồi lửa này nọ. Và ở đây các bạn thấy là sẽ có rất là nhiều những cái nút.
Thì cái nút đầu tiên đó chính là cái nút tạo một cái material mới. Khi bạn click vào thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái new material. Và trong này nó sẽ có rất là nhiều những cái thông số. Mình nghĩ là sẽ qua phần hướng dẫn chi tiết thì mình sẽ nói sâu về cái này sau. Ok, cái tiếp theo đó chính là duplicate material. Khi các bạn chọn, bạn bấm cái này thì nó sẽ duplicate một material mới. Cái này quá dễ dàng rồi. Thì cái này sẽ là load cái preset của chúng ta. Nghĩa là Marmoset nó sẽ cho chúng ta những cái preset có sẵn, rất là tiện. Giống như là cái ground mình xài này, đó chính là cái preset mà nó đã có sẵn, mà mình đã tạo từ Marmoset. Mình chỉ là import một tấm layer thôi, mình add cái ground nó vào đó, cái drop của Marmoset. Thì đây các bạn bấm vào thì các bạn sẽ cho các bạn rất là nhiều những cái lựa chọn. Texture có sẵn, như ở đây mình tạo cái cục wood đi. Đó. Thì mình sẽ có được cái texture wood đây. Và như các bạn thấy, nếu mà nắm mình thả vào trong cái ở cái ground này, mình lock lại rồi, sorry mọi người, mình sẽ unlock nó. Và nếu mà mình nắm mình kéo wood mình thả vào cái ground thì cái ground của mình nó sẽ lập tức là hiển thị là thành cái wood material texture. Ở đây mình sẽ tiling nó lên để mọi người thấy đó. Thì cái ground mình sẽ đổi thành cái material của cái wood ở đây. Ở đây trong này nó sẽ có rất là nhiều cái preset mà mình có thể sử dụng. Ok, mình delete nó, mình trả nó lại về cái rock này, OVC rock nha. Ok rồi, và cái này là tạo folder thôi, để group lại giống như mình group cái ọt vậy đó. Thì bạn bấm vào cái nút này, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái folder đó. Vậy bạn có thể click vào để đặt tên, và bạn có thể double click vào bất cứ material nào để đặt tên nó lại. Và các bạn nắm kéo cái material của chúng ta thì nó sẽ vào chung trong một cái folder đó. Còn nếu mà không thích thì các bạn nắm kéo ra ngoài. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, cái này là delete material. Cái này là assign to object. Thì mình nghĩ là nắm kéo vào cái object thì nó sẽ dễ dàng hơn. Còn cái này là import material và export nó ra một cái preset. Rồi, nó chỉ là những cái đơn giản vậy thôi. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với phần thứ hai, đó chính là cái phần làm thế nào để import cái object vào scene và gắn material vào và sử dụng Marmoset nha. Và chúng ta sẽ quay lại với cái phần hướng dẫn khi để sử dụng này. Thì đầu tiên đây là một cái giao diện mà khi mọi người đã mở Marmoset từ back lên, nó sẽ có một cái giao diện như thế này đó. Nó sẽ rất ít material, rất ít mọi thứ ở đây để chúng ta dễ dàng quan sát. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ import model vào. Thì để mà import thì chúng ta sẽ vào file import model, và mình sẽ import cái ghế mà mình đã làm trong series Supplementer đó, để mọi người có thể dễ dàng quan sát. Ok, thì mình sẽ chọn cái file fbx mà mình đã export ra để sử dụng trong Supplementer, thì mình xài cái file đó luôn. Thì mình import vào thì nó sẽ ra một cái cục như thế này đó. Ở đây các bạn thấy là cái ghế cũng là nó sẽ có những cái object mà mình đặt tên đó, thấy không? Mọi người nhớ mình đã đặt tên nó trong Maya như thế nào không? Thì ở đây nó sẽ ra một cái hệ thống y chang như vậy luôn. Và đây mình sẽ ẩn đi, và mình không cần. Thì việc đầu tiên mình làm đó chính là mình sẽ gắn texture vào cho nó. Thì để mà gắn texture thì ở đây là cái ghế này, nó do là ở bên Maya mình đã xài cái cục lambert 1 nè, cho nên là qua đây nó sẽ import cục lambert 1 vào cho mình luôn. Thì mình cảm thấy là không cần thiết nên mình xóa đi, và mình sẽ tạo một cái material mới. Và với cái material này thì mọi người quan sát là ở đây chúng ta sẽ có những cái nơi để chúng ta khi gắn map vào. Đầu tiên các bạn thấy quen thuộc không? Normal map đó. Thì mình sẽ bấm vào đây và mình load cái texture của mình. Đây mình sẽ load cái normal map của mình vào open. Rồi, bạn chưa thấy gì đúng không? Thì tại vì nãy giờ mình chưa có assign cái material này vào cái ghế. Thì bây giờ để mà assign thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ nắm cái cục shader này mà chúng ta kéo thả vào đây, phần tre cũng được, mà bạn kéo thả vào ghế đây cũng được, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta nên kéo thả vào cái bảng outliner này cho nó dễ. Là tại vì nếu mà đôi khi trong này nó sẽ có rất nhiều object mà chúng ta nắm kéo thả vào không như thế này, thì nhiều khi nó chỉ assign một trong những cái object trong này thôi, cho nên là chúng ta cứ nắm thả vào trong này là an toàn nhất. Thì đôi khi nếu mà mọi người làm mà texture mà normal map chúng ta export ra nó là DirectX hoặc là OpenGL thì lâu nó bị ngược, thì chúng ta có thể bấm vào cái phần flip y này thì chúng ta flip nó lại. Đây mình xem nó có bị ngược không. Đúng rồi, bây giờ nó đang bị ngược nè, cho nên mình phải flip y lại để flip nó lại để cho nó đúng đó. Rồi, tiếp theo đó chính là cái phần cloth map. Thì cái cloth map là gì? Các bạn thấy ở đây là có slot và specular, các bạn thấy gì quen không?
đó chính là PPA texture mà cloth spec. Cho nên khi mà mình làm texture thì mình lại làm là Metalknit và Rubknit. Cho nên là ở đây thì các bạn biết là nguyên tắc rồi, cloth và Rubknit thì thực ra nó chỉ là ngược lại với nhau thôi. Cho nên ở cái phần cloth map này mình sẽ import cái phần cái map Rubknit của mình vào. Và do là nó ngược nhau cho nên chúng ta sẽ tích vào cái nút invert này để cho nó invert lại, nó đảo ngược lại. Thì đây thì mindset nó sẽ hiểu chúng ta đạt được cái map Rubknit. Đó, đơn giản vậy thôi. Tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ import cái phần albedo, là cái phần texture color của chúng ta. Ta lít vào, chúng ta import cái phần này vào, make color vào. Đó, và chúng ta đã có màu rồi. Và các bạn thấy là gì, nó đang bóng quá đúng không? Không sao, cứ để nó đi, tại vì chúng ta chưa sử dụng cái map Metalknit. Thì đây mình sẽ ở đây có specular thì mọi người thấy không? Thì để mà thay đổi á, bạn thấy mỗi ở đây nó đều có một cái mũi tên chỉnh ra để chúng ta có thể thay đổi. Thì đây specular thì mình sẽ thay đổi thành Metalknit. Đó, và mình sẽ import cái tấm Metalknit của mình vào. Đây, Metalknit. Metalknit chung tên gọi cả. Xong. Sau khi import vào thì chúng ta đã hoàn thành được cái phần asset texture, mà các bạn mọi người thấy là nó quá xấu đúng không? Ghế thì mình nó tới hù nó đen thui là tại vì sao, là tại vì cái phần ánh sáng của chúng ta nó đang bị không quá đẹp. Thì bây giờ mình sẽ setup lại cái phần ánh sáng. Thì nếu mà mọi người không rành về ánh sáng thì mọi người có thể sử dụng cái HDR ở đây. Tại đó, ở đây chúng ta đang có phần HDR nè. Thì ở đây các bạn phải bấm vào phần sky. Thì cái phần sky này nó sẽ có là cái mod là ambient sky, rồi blur sky, rồi cái sky không. Thì đó, nếu mà mọi người muốn thấy cái background như thế nào của cái HDR thì các bạn bật phần sky. Phần blur sky thì các bạn có thể chỉnh cái background blur hoặc là background brightness ở đây. Ở đây mình thích cái ambient hơn cho nó nhìn nó dễ nhìn. Thì để mà xoay cái HDR này, đây để mình bật cái sky cho mọi người vô. Thì để mà xoay nó, các bạn giữ shift và lít chuột phải để xoay xung quanh để thay đổi ánh sáng của nó. Và mọi người không thích cái backdrop này, mọi người muốn thay đổi một cái khác thì để có phần preset nè. Mọi người bấm vào nó thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái preset khác cho chúng ta, để chúng ta có thể lựa chọn. Ví dụ như đây mình chọn desert road chẳng hạn, đó thì nó sẽ tạo ra khác HDR mới. Đó, desert road cho chúng ta băng giá chẳng hạn, nó rất là nhiều những HDR. Nhưng mà theo mình giả bộ như thế này đi, lên end chẳng hạn. Đó, rồi mọi người có thể chỉnh sáng tối các HDR lên để cho cái ánh sáng như này nó sáng lên hoặc nó tối xuống. Nhưng mà mọi người thấy là khi mà chúng ta xài HDR thì nó bị một cái vấn đề, đó chính là mình cảm giác như là cái texture mà nó bị flat và nhìn nó rất là xấu. Nên là bản thân của mình thì mình không thích sử dụng HDR cho lắm. Thì để mà cải thiện thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ add một cái đèn ở trong HDR. Các bạn thấy, các bạn click vào cái tấm HDR này thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái đèn. Và với cái đèn này thì chúng ta có thể nắm kéo đi bất cứ chỗ nào chúng ta mong muốn, thì nó sẽ đổi màu theo cái HDR của chúng ta. Và ở đây cái Child Light nè, các bạn thấy không? Cái phần Child Light Brightness này, thì các bạn muốn những cái đèn này nó sáng hơn thì bạn kéo nó cao hơn. Bỏ nó thì bạn click phải để bỏ nó. Ở đây mình sẽ tạo một cái đèn đó, đặt vào đây thì các bạn thấy lập tức là cái object của chúng ta nó sẽ có nguồn sáng chính và nguồn sáng phụ. Thì lập tức là nhìn nó sẽ gọi là nhìn nó đỡ flat hơn rất là nhiều, và nhìn nó cảm giác như là nó đã hơn rất là nhiều đúng không? Mọi người có đồng ý với mình chị đó không? Thấy không? Nhìn nó rất là hay. Và đối với những bạn nào không biết đặt đèn, chúng ta có thể xài cái chuyện đó, hoặc là chúng ta có thể add thêm một cái đèn ở đây đó để sao? Để cái bên này chúng ta sẽ có một cái rim light chẳng hạn, nó nhìn cho nó hay hơn. Và những cái đèn này các bạn thấy là khi mà các bạn click vào đây thì nó sẽ tạo ra những cái skyline nhỏ chúng ta đây nằm ở trong cái line này. Và với những cái skyline này chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh cho nó được. Ví dụ như đây cái đèn nguồn sáng chính này mình thấy ok, mà cái này mình thấy hơi sáng cho nên mình vào đây rồi mình sẽ giảm brightness của nó xuống đó. Các bạn thấy không, rất là dễ dàng đó. Và với cái như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái nguồn sáng nó đỡ flat hơn. Các bạn thấy đây không, là mình muốn ánh sáng nó cao hơn thì mình dời nó lên trên để cho cái shadow nó xé hơn một chút. Và này là đèn màu trắng mình không thích lắm thì mình vào cái phần
Skyline này, và mình chỉnh cái màu của nó lại. Đó, click vào đây, mọi người có thể chỉnh lại cái màu cho nó vàng vàng một chút. Đó, đó rồi các bạn thấy, mình tăng brightness nó lên. Đó, thì lập tức là, và những cái đèn này nó sẽ đi theo cái HDR, cho nên là khi mà chúng ta xoay HDR thì những cái đèn này nó cũng sẽ thay đổi theo. Và với những cái chip dễ dàng như vậy thì các bạn đã có được một cái nguồn sáng tương đối là nhìn cũng tạm được, và nó cũng khá là đơn giản để tạo cho những cái bạn mà không biết đặt ánh sáng. Và đối với những cái bạn nào mà muốn tạo ánh sáng thì ở đây mình sẽ hướng dẫn luôn, dễ lắm. Thì đối với mình, khi mà mình làm việc thì mình ít xài HDR lắm, cho nên là mình sẽ giảm cái brightness nó hơi tối một chút và mình tắt bỏ hết những cái highlight này luôn. Lý do là mình vẫn giữ HDR là tại vì các bạn nè, nếu mà các bạn bỏ hẳn HDR thì những cái phần kim loại của chúng ta nó sẽ không có phản chiếu ánh sáng được, nó sẽ không có cái môi trường để nó phản chiếu reflection mà nó sẽ bị đen, thì nhìn nó khá là kỳ. Cho nên là chúng ta vẫn phải giữ HDR, nhưng mà mình sẽ giảm nó hơi tối một chút, và mình sẽ chọn những cái HDR nào mà nó không có quá contrast lắm, nó chỉ hơi lit một tí, nó flat hơn một tí đó, giống như những cái HDR này chẳng hạn. Mình sẽ giảm nó tối một chút. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ xoay cái camera chúng ta vào cái góc nào chúng ta muốn đặt đèn. Ví dụ như ở đây mình muốn cái đèn chiếu từ góc này xuống, xoay cái camera như thế này, và mình bấm tạo một cái light. Ở đâu rồi nhỉ? Bấm vào thì ngay lập tức là mọi người thấy sao, là cái đèn của chúng ta nó sẽ chiếu theo cái góc camera. Ở đây mình sẽ dời nó xuống. Cái đèn này hiện tại nó đang gọi là spotlight, nó sẽ có rất là nhiều cái light như là directional, direct light là cái light mặt trời. Thì nếu mà mọi người xem cái video về lighting cơ bản của mình thì mình đã giới thiệu những cái light đó rồi. Ở đây mình sẽ không đề cập những cái loại light gì. Ok, mình chỉ nói là mình xài những cái light như thế này thôi. Thì đây mình xài chủ yếu là spotlight thôi. Ở đây mình tạo một cái spotlight và mình dời nó gần lại một tí. Cái thứ hai là mình nghĩ là cái ánh sáng này hơi sáng, mình sẽ giảm lại tối một tí nữa. Đó. Và cái thứ hai là mình sẽ tăng brightness của nó lên một chút như thế này. Đó. Và ở đây mình sẽ có một cái gọi là, thì các bạn thấy á, thì do là cái light này nó cast một cái shadow nó hát quá, thì đối với mình thì mình hơi khó chịu chuyện đó, cho nên là mình sẽ tăng cái phần width của nó, tăng cái độ lớn của nó để cái shadow của nó mềm hơn. Đó các bạn thấy, nó mềm hơn một chút để cho nó đừng có bị hát quá. Nên mình dời nó thấp xuống một tí nữa. Rồi, đơn giản vậy thôi. Và mình sẽ giảm cái phần distance nó lại một tí cho nó hiệu ứng của nó càng gần nguồn sáng thì nó sáng, còn ra xa thì nó hơi tối một chút, nhìn cho nó hơi ác ác xíu. Thì mình và mình sẽ đổi màu ở đây, click vào đây để bạn có thể đổi màu. Ví dụ như mình thích màu nó hơi vàng vàng một chút. Đó, vậy thôi. Đó là chúng ta sẽ có được một cái spotlight đơn giản. Ở đây các bạn có thể cast shadow, tắt bỏ cast shadow của cái line này. Mình nghĩ là nên để đi, tại vì tắt shadow kỳ lắm. Đây spot angle là cái lớn nhỏ của cái line. Đó. Và tiếp theo mình bên này tối thì mình sẽ đặt thêm một cái line ở đây. Và mình sẽ tạo bật một cái line như thế này. Và ở đây thì mình sẽ không sử dụng spotlight nữa. Ê. Mà mình sẽ sử dụng một cái, đó chính là Omi, là cái nguồn sáng giống như cái bóng đèn của chúng ta vậy đó. Thì cái bóng đèn điện trong nhà thầy á, thì mình sẽ tăng cái brightness nó lên một tí để cho cái phần này nó không có bị đen. Đó. Và mình sẽ, do là cái Omi này nó vẫn sẽ cast shadow, các bạn thấy nó cast hash shadow nè, cho nên là mình sẽ tạo cho nó một cái gọi là một cái hình dáng là hình vuông như thế này, để cho cái shadow của nó mềm ra. Tại cái đèn nó lớn thì cái shadow nó sẽ soft lại. Đó là mình muốn nó soft như thế này. Mình giảm brightness xuống tí. Đó, thì như các bạn thấy là lập tức là chúng ta đã có được hai cái line rất là dễ chịu, dễ thương đó. Và chúng ta đã có được cái ghế như thế này. Thì bây giờ mình thiếu một cái, đó là mình thiếu cái phần ground, cái phần mặt đất. Cho nên là mình sẽ import cái ground vào. Đây mình vừa import một cái tấm len phẳng, và mình sẽ scale nó lại. Thì ở đây các bạn thấy là có một cái mu
Và ở đây chúng ta sẽ có một cái gọi là scale, edit scale mode, control R, thì các bạn có thể scale nó lại. Hoặc là mọi người có thể vào phần transform của cái object ở đây và các bạn scale nó. Thì tùy là mọi người muốn xài gì xài. Mình thì mình scale vậy đi cho nó dễ. Rồi, nên các bạn thấy là chúng ta nếu mà đặt cái background vô thì chúng ta sẽ có được cái ánh sáng và cái shadow cá thì nhìn nó sẽ thật hơn một chút. Ok, đây mình sẽ qua lại cái phần material để nói về một cái nó cao siêu hơn một tí. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng một cái preset có sẵn và chúng ta sẽ sử dụng một cái gọi là displacement map ở trong Marmoset. Ok, thì ở đây mình sẽ xài một cái preset. Mình sẽ xài wood đi. Wood. Mình lấy một cái preset wood này mình thả vào trong cái background của mình. Thì do là cái wood này nó là texture tiling cho nên ở đây mình sẽ tie nó, kéo phần cái texture chúng ta tie nó tầm như thế này. Và như mọi người thấy là ở đây nó lồi lõm đúng không? Tại do là cái wood này nó sử dụng cái map gọi là displacement ở đây. Cho nên là chúng ta sẽ có lồi lồi. Cái ghế của mình thì mình không hề sử dụng displacement. Ở đây mình tắt displacement rồi nè. Cho nên là ghế chúng ta nó chỉ có normal map thôi. Cho nên là những cái outline này nó không có gọi là lồi lõm như là cái wood chúng ta. Vậy cái wood này họ đã bật displacement lên. Thì đây chúng ta có thể scale lớn, scale nhỏ cái phần displacement này. Và chúng ta có thể tăng cái tessellation là cái phần lưới của cái model á. Đó, các bạn thấy tăng tessellation là cái lưới nó dày hơn. Bạn tắt đi, bấm vào cái lưới nó giảm hơn. Ở đây tăng càng dày thì cái lồi lõm của chúng ta nó càng mượt hơn. Tại vì nó có nhiều lưới hơn mà. Đó thì nó mượt hơn. Đó thì chúng ta, đó là cái cách chúng ta sử dụng displacement map. Hình như cái ghế của mình vẫn có thể sử dụng được. Ở đây mình thử nha. Mình sẽ tạo hay map. Tại vì trong subtin mình có cái tấm hay map thì mình sẽ tạo displacement là hay map. Mình sẽ load cái hay map vào. Đây, thì mình có hay map mình load vào. Các bạn thấy là bắt đầu nó dị dị rồi. Mà không sao, chúng ta sẽ chỉnh lại sẽ được. Thì ở đây đầu tiên là mình sẽ giảm cái scale đó xuống. Chúng ta không có nên để scale quá lớn. Đó, các bạn thấy giảm nó ít thôi. Thì lập tức là mọi người đã thấy là nó đã bắt đầu nó lồi lõm lên rồi. Mà do là cái ghế của chúng ta nó đang ít lưới cho nên là ở đây mình sẽ subdivision nè. Mình sẽ bật lên cái phần là flat cũng được. Thôi bật flat đi cho nó dễ. Và chúng ta sẽ tăng cái phần tessellation này lên. Lên cao lên. Đó. Ồ, cao quá thì cái scene nó lắc quá. Trời, nặng quá. Ok. Tầm như đây thôi. Và ở đây chúng ta sẽ tăng cái scale lên một chút. Nhưng mà tại vì cái map này của mình nó không có phải gọi là chuẩn lắm. Cái thông số hay map này nó không có chuẩn lắm. Cho nên là nó sẽ bị biến dạng rất là nhiều thứ. Tại nếu mà mọi người muốn làm một cái displacement map thì mọi người nên bắt trực tiếp từ ở trong cái bảng scope của chúng ta. Từ trong ZBrush, từ trong cái bảng scope của chúng ta ra. Thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà đây các bạn thấy nó cũng có lỗi lỗi một chút rồi đó. Chung là cũng được, thì chúng ta chỉ gọi là lắp liếm được chút thôi, nhìn cho nó cũng ra thôi, nhưng mà nếu mà các bạn tăng mạnh quá thì nó sẽ bị gọi là nhìn biến dạng, nhìn rất là kỳ. Đó thì ở đây cái sàn và cái ghế chúng ta nó đã có được cái hay map và displacement map. Thì do cái sàn này màu nó hơi sáng cho cái ghế nên mình sẽ vào phần under color map nè. Ở đây có cái color nè, mình sẽ giảm màu nó xuống để nó tối hơn, hoặc là mình cho nó qua cái màu nó vàng hơn một chút. Thì đó là cách mà chúng ta có thể chỉnh những cái sàn. Ngoài ra nó sẽ cần có opacity rồi nhiều cái ở trong cái phần shader này lắm. Thì mọi người có thể bọc bạch trong đó, hoặc là hôm nào mình rảnh thì mình sẽ làm riêng một cái video nữa về những cái phần raw rear này. Chứ hiện tại đây mà mình muốn giữ cho cái video này nó ngắn thôi, cho nên là mình chỉ nói những cái phần chúng ta hay sử dụng thôi. Và cuối cùng đó chính là cái phần render này. Camera thì mọi người đã biết rồi, đầu video mình đã nói rồi thì ở đây mình sẽ không nói lại nữa. Và cuối cùng mình sẽ giữ cái phần render này. Thì render này nó sẽ có những cái thông số. Hiện tại là cái scene chúng ta nó đang ở một cái mức độ là vừa phải, nó nhẹ. Thì nếu mà chúng ta muốn chất lượng nó cao hơn, chúng ta muốn nhiều effect hơn thì chúng ta sẽ vào phần render này, chúng ta chỉnh thêm. Mình ví dụ mình thấy ở phía dưới này nó tối thì khi mà mình được local reflection thì giống như là nó sẽ cho chúng ta một cái bao
bao light, khi ánh sáng đập xuống dưới này nó sẽ reflect lại một chút, thì nó sẽ cho chúng ta một cái một ít ánh sáng bao lại thì nó sẽ đẹp hơn một chút. Shadow resolution mình đang để 2, nếu mà các bạn nào nặng quá thì các bạn để low thì shadow nó sẽ chất lượng thấp hơn. Ridiculous thì nó sẽ mạnh hơn, nhưng mà mình nghĩ là không có nên ridiculous hay là dữ rồi. GI đó, để chúng ta nó tính toán thêm cái gọi là global illumination đó. Theo như là thuật toán render nó sẽ tính toán được những cái global illumination thì nó làm cho cái scene của chúng ta nó thật hơn một tí. Thì diffuse hoặc là specular gì đó, secondary bow đó, voxel brightness gì đó đó. Thì voxel brightness là cái global illumination của chúng ta nè, cái ánh sáng bao của chúng ta, thì nếu chúng ta muốn nó mạnh hơn thì chúng ta có thể tăng brightness của nó lên thì nó sẽ sáng hơn đó. Ngoài ra thì có ambient occlusion, các bạn bật lên thì những cái IO map của chúng ta, những cái góc rảnh thì nó sẽ thật hơn. Đó, các bạn thấy là cái scene mình nó bắt đầu nó hơi lắc rồi đó, thì tại vì mình đã tăng thông số rất là cao. Nhưng mà cũng hợp lý thôi, thì các bạn khi mà các bạn ok hết mọi thứ setup xong thì các bạn sẽ tăng cao để các bạn có thể render là một cái tấm hình nó đẹp hơn một tí. Rồi, và sau đó thì mình sẽ vào camera, mình sẽ chỉnh cho nó outline một tí. Mình sẽ chỉnh brightness gì đó, contrast gì đó. Đó, mình sharpen, mình vignette lên. Vignette lại, contrast mình giảm một tí, giảm saturation xuống. Đó. Rồi mình focus, lít vô này, focus. Đó. Near blur tắt đi. Far blur tăng lên, đó chẳng hạn, để cho cái ghế mình nhìn nó ảo lồi. Rồi, sky backdrop brightness cho tối xuống luôn. Oh, camera field of view 45, 28 thì mình để 50. Ở 50 thì nhìn nó chán quá à. Để 20. Có nhìn cái ghế cho nó distort, nhìn cho nó hay. Nói chung là tùy mọi người thôi, mọi người muốn gì thì mọi người có thể làm cái điều đó. Đó, far blur mình sẽ giảm lại một chút. Rồi, mắt bonker size tăng lên. Đó, vậy là xong. Chúng ta đã có được một cái ghế nhìn cũng hay. Thì mình chỉnh lại một cái line một chút. Ở đây mình spot sharp. Đó, mình sẽ blur cái spot ra cho nó ở cái phần này nó blur một tí. Đó là xong, chúng ta sẽ có cái ghế. Rồi sau đó cuối cùng là sao? Khi mà chúng ta xong rồi, chúng ta có thể bấm vào capture, bấm setting trước nha. Thì mình sẽ setting cái image của chúng ta là thông số là như thế nào, độ phân giải như thế nào, các bạn muốn đuôi file gì. Đó. Và khi bạn ấm ok, và sau đó chúng ta sẽ chúng ta vào edit reference nè. Chúng ta chọn cái output folder của chúng ta. Mình thấy cái phần mềm này giao diện nó hơi ngu cái chỗ này, tại sao không đặt cái output folder trong phần capture luôn. Thì đây các bạn có thể chọn cái output folder của chúng ta. Chúng ta sẽ đặt cái tấm hình ở đâu, ở đây mình select desktop đi. Rồi xong, sẽ vào capture, mình capture image. Nó sẽ render chúng ta tấm hình, và nếu mà mình vào phần desktop của mình và mình lấy ra thì đây các bạn thấy, mình sẽ được một cái tấm hình để có thể bow lên social network. Thì đó là những cái cơ bản ở cái phần mềm mà mới set tool bác. Hy vọng là cái video này nó không quá dài để mọi người coi nó hơi buồn ngủ hay sao đó. Và mình hy vọng là với video này mình có thể giúp đỡ được những cái bạn nào mà chưa biết về cái phần mềm rất là hay ho, rất là dễ sử dụng và rất là cơ bản này. Có thể sử dụng nó để tạo ra được những cái tác phẩm đẹp, những cái gì đó hay, xịn sò, và để có thể giới thiệu bản thân của bạn cho mọi người biết là mình là ai, sản phẩm của mình như thế nào. Thì hy vọng mọi người thấy video này hay và bổ ích. Và nếu mọi người thấy nó hay và bổ ích như vậy thì nhớ like và share nó cho bạn bè để cùng xem. Những cái like và share nó giúp cho channel mình rất là nhiều, và mình rất cảm ơn mọi người vì điều đó. Đặc biệt là bạn nào xem video của mình thì mình cũng cảm ơn nốt. Và nếu mọi người thấy những cái này hay thì nhớ subscribe channel của mình để xem những video tiếp theo nha. Bye bye.